xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 436 của bộ truyện thế giới hoàng mỹ được mang tên là Thiên đình sụp đổ. tác giả thường đông qua phần diễn đọc của Lát Radio thì Lát có hai cái thông báo xin thông báo tới mọi người. cái thứ nhất là hôm qua Lát có xin ý kiến của mọi người về việc à, có nên làm tóm tắt ở trước mỗi video không. thì Lát sẽ nghe theo số đông là sẽ vẫn tiếp tục làm mà khoảng hai tập mới làm một lần cũng giống như hiện tại thôi. À, thì đạo hữu nào mà thường xuyên nghe uh, thì chịu khó bấm xả khoảng một hai phút đầu dùm lát nha để cho những cái đầu hữu mà lâu lâu nghe một lần uh, nắm lại được rồi cái uh, thông báo thứ hai của lát là lát sẽ đăng video tới hết ngày thứ năm là hai tập của ngày thứ năm nữa thì lát sẽ hoãn tiếp bộ thí dụ hoàng mỹ là khoảng 4 ngày là thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai tới thứ ba lát sẽ đăng lại tại vì như những cái đó, những cái lý do trước đây thôi là Hết bản dịch rồi. Thì cái hoãn lần hoảng này có lẽ là lần hoãn cuối cùng rồi. À, lý do mà... Tại lát độc lẹ quá. À, các bạn dịch dịch theo không kịp. Mặc dù thuê tới ba người dịch lên mà dịch không kịp. À, với cái nữa những cái chương cuối này nó hơi dài nữa. Trước đây những mỗi chương nó đâu đó khoảng 2.500 chữ thôi à. Bây giờ mỗi chương nó đâu đó khoảng chừng 3 rưỡi chữ nè. 4.000 chữ nè. Nó quá dài. Vì vậy mà cái số tập của mình nó cũng sẽ kéo dài ra. Theo lát dự đoán nó đâu đó khoảng chừng... À... 455 tập <laughs> Rồi um, Ok, bây giờ chúng ta nghe truyện nha Mọi người nghe truyện vui vẻ Trong thiên địa, một mảnh đỏ tươi, cả vũ trụ đều hóa thành màu đỏ thẫm mờ mịt mà ảm đạm, đây là tiếng kêu của đại đạo mang theo cảm giác thê lương bởi vì thạch hạo từng đạt được thiên tâm ấn ký, được thiên địa này tán thành. Cho dù giữa chừng hắn từ bỏ nhưng cũng cộng hưởng với cái thế giới này có liên hệ mật thiết và ý nghĩa không tầm thường. Hiện tại hắn bị đánh chết, nguyên thần bị diệt, hóa thành quan vũ, tiêu tán ở mảnh càng khung này, làm cho cả mảnh tinh vực rung rẩy, làm cho cửu thiên thập địa nổ vang. Gà! Người của thiên đình kêu to, mắt sắp nứt ra, xuyên thấu qua pháp trận, bọn họ thấy được trận chiến sâu trong vũ trụ, kết quả là thê thảm và bi liệt như vậy. Thà thạo bị giết, chủ nhân cấm địa. Kim sắc cốt trảo cũng đều tan rã, bị đánh nát ở trong tinh không, một màn này quá thê thảm. Giữa vũ trụ, gió thổi từng trận, giống như tiếng nứt nở, trong tinh không này từ trước tới bây giờ không hề có gió, nhưng ngày hôm nay lại có dị tượng như vậy thạch thảo ngã xuống dẫn đến quá nhiều cảnh tượng dị thường trong hư không có từng gốc huyết sắc liên hoa hiện lên cắm rễ ở trong không gian vũ trụ mỗi một đóa hoa sau khi nở rộ đều rơi xuống từng mảng lớn mưa máu vô cùng thê lương tiếp theo có từng đợt tia sét màu đen huyết sắc khuếch tán khắp cửu thiên thập địa các nơi đều xuất hiện cảnh tượng yêu dị thiên đình vô cùng đau thương thời đại tồi tệ nhất đã đến thạch thảo mất sớm chủ nhân cấm địa đầu lâu thủy tinh cũng tan vỡ không có người dẫn dắt thiên đình rơi vào cảnh sắp sụp đổ bây giờ quần long không có đầu tiếng khóc lớn vang vọng khắp thiên địa có rất nhiều thần tướng của thiên đình đều đến từ thạch thôn là hậu duệ của 800 đệ tử binh năm đó nên càng bi thương hơn thiên giác nghĩ tức giận ánh mắt đỏ thẫm thanh âm khàn khàn sư phụ xích lông cả người lân phiến bành tung nghịch lưng đều muốn rụng ra bị thương phẫn nộ đang xen hắn mang đầy ý hận cứ như vậy xin ly tử biệt với sư phụ rồi mục thanh đã thần thạch hoàng điệp chu lâm ánh mắt đều đỏ lên ngậm huyết lệ nắm chặt nắm tay răng cắn chặt khóe miệng chảy máu <laughs> một tiếng cười lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên trên thế gian đó là ngao thịnh tiên vương nói ta chính là thiện ý bổn tọa chính là nhân quả lớn nhất đó Hê, Cũng dám cùng với ta tranh phong sao Không biết tự lượng sức mình Giết một con kiến hôi mà thôi Không có gì thú vị cả Thái thủy tiên vương nói Hắn là người đầu tiên lui đi Nguyên sơ tiên vương mang theo vẻ lạnh lùng Xuyên thấu qua tiên môn Chăm chú nhìn hạ giới Hắn chỉ cười nhạt Cũng không nói cái gì mà xoay người rời đi <laughs> Ngao Thịnh Tiên Vương thò ra cái bàn tay to màu vàng đất kia, hướng về phía sâu trong vũ trụ hắc ám bị tàn phá kia. Nơi đó có một cổ thi thể toàn thân đầy máu. Ngao Thịnh đủ rồi, ngươi còn muốn hủy thi thể của nó sao? Thân phận của ngươi không phù hợp làm như vậy đâu. Nơi tiên môn, một nhánh bàn đầu lao ra. Thường kinh như cậu lông, đem bàn tay to của Ngao Thịnh Tiên Vương chống đỡ. Bàn vương ra tay, thanh âm của hắn rất rét lạnh, hắn vốn định ra tay nhưng mà thái thủy tiên vương nguyên sơ tiên vương hai đại cao thủ chặn trước cửa động phủ của hắn, cùng hắn đối lập làm hắn không thể như ý được được thôi ngâu thịnh tiên vương nói mặc dù như vậy hắn vẫn dùng thần niệm thoáng cái quát khắp cái mảnh tinh không này quét lên thượng giới quét xuống hoàng tuyền mặc dù là tiên vương nhưng hắn là một sinh linh cẩn thận phải chắc chắn nguyên thần của hoang không còn không có một chút lưu lại nào lúc này hắn mới rời đi Thường là thiên vương trong nháy mắt liền có thể đoạn vũ trụ hắn có năng lực thông thiên triệt địa đừng nói cảnh tượng trước mắt này dù cho sinh linh ẩn nấp cách hàng trăm dặm nếu hắn có lòng muốn tìm kiếm đều có thể tìm được sau đó thì ngao thịnh cũng rời đi hắn không muốn đắc tội bàn vương dù sao bọn họ đã đánh chủ cấm địa là cố nhân của hắn vỡ vụng rồi nếu như hắn tiếp tục cường thế bàn vương có thể sẽ phát cuồng sẽ ở tiền vực liều mạng với hắn nữa một tòa tàn tháp tuyết trắng như ngọc chìm nổi trong tinh không bay đến bên cạnh thân thể thạch hạo hiển nhiên chủ nhân của vững tiên lĩnh cũng đang dò xét bàn vương hừ lạnh một tiếng tràn ngập sát ý hữu đã rồi bên trong vững tiên lĩnh truyền đến một đạo thanh âm Vị tộc chủ này thi triển pháp lực mang đi tàn pháp tin chắc thạch hạo quả thực đã chết nguyên thần bị trấn sát rồi trên thực tế căn bản không cần suy nghĩ nhiều đừng nói lò hoang dù là tiên vương chân chính gặp phải ngao thịnh thái thủy nguyên sơ oanh sát còn có chủ nhân vẫn tiên lĩnh trấn áp nữa cũng khó tránh khỏi một kiếp này bốn vị tuyệt đại cao thủ ra tay ai có thể địch lại chứ trong thiên đình tam đại quỷ tiên lộ ra vẻ khác thường hoàng đã chết rồi có nghĩa là thiên đình đã đi đến đích là từ nay về sau sụp đổ hay là người khác đứng lên thay thế ngày hôm nay tam đại quỷ rời đi đến một tòa thạch thức mật nghị Cùng ngày này, một mảnh sương mù mông lung bao phủ thiên đình, tất cả thượng tướng đều biến mất không rõ tung tích. Tin tức truyền về tiên vực dẫn đến sóng không nhỏ, một thiên tài tuyệt thế trùng kích tiên vương cảnh, trên nửa đường thành tựu tiên vương quả vị đã bị đánh chết. chân Tiên Kinh Hải là người đạt tới cảnh giới chuẩn vương, sống lưng sinh ra từng trận hàng khí, bọn họ ý thức được muốn thành tựu tiên vương còn phải nhìn sắc mặt của người khác nữa nếu là một mình mình xông quan nói không chừng sẽ bị người khác mưu tính cũng có người cười to ví dụ như đám người ngao càng từng có xung đột với thạch thạo thậm chí trường sinh thế gia vương gia cũng có người vỗ tay vui vẻ về phần gia tộc của thái thủy tiên vương nguyên sơ tiên vương cũng không cần phải nói tộc nhân của bọn họ lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nói là giết chết hoang thì tính là cái gì chứ hắn không biết trời cao đất rộng lẽ ra phải giết từ sớm rồi <laughs> Hoàng cũng muốn trở thành tiên dương hả? Nằm mơ đi, vĩnh viễn cũng không được. Bằng giờ hắn cũng dám vọng tưởng cùng cổ tổ ngao thịnh tiên dương của tộc ta ngang hàng hả? Ngao tộc cũng có người cười lạnh. <cười> hắn có thể thành tựu chân tiên quả vậy đã là không tệ rồi. Si tâm vọng tưởng hả? Làm sao có thể đội ngang hàng cùng tiên dương? Gia tộc Thái Thủy Tiên Vương cũng có người ở bên ngoài nói như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều biết, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ không tuân thủ quy tắc, lấy từ cách tiên vương không tiếc trả cái giá hàng lâm hạ giới đi giết một hậu bối thực sự là khinh người quá đáng nhưng mà không ai dám nói thêm cái gì tiên vương uy nghiêm ai dám khiêu khích có vết xe đổ của hoang cũng không ai dám chủ động trêu chọc tam đại tiên vương sợ bị giết cũng có một bộ phận người thương cảm ở trong thiên vực có một nhóm người trẻ tuổi đến từ cửu thiên thập địa bọn họ nhau nhau thở dài quả nhiên là thiên kiêu anh tài mà đáng tiếc cho hoang mà cô tâm tường tiên dương ở độ tuổi này xông quang trước đây chưa từng có cổ nhân nào làm được như vậy cả chấn động trên trời dưới đất kết quả rơi vào cái kết cục thê thảm như vậy rồi hăng dũng nên bay cao lên trời nhìn xuống cổ kim kết quả cứ như vậy bị tiên dương đánh chết rồi những cố nhân này ngày xưa từng coi hắn là đối thủ cạnh tranh nhưng vì sao nhìn thấy hắn quật khởi một đường phá quang đã sớm thay đổi thái độ hiện giờ thà thọ chết như vậy làm cho bọn họ tiếc nuối làm cho bọn họ tiếc hận vì hắn mà thở dài. Người làm sao lại chết chứ? Không phải nói muốn nhìn xuống cao thủ cổ kim cuối cùng có một ngày giết khắp thế gian không ai dám bất kính hay sao? Tiên vực trên một ngôi sao thái âm ngọc thỏ khóc lớn ánh mắt đỏ bừng vô cùng thương cảm. Năm đó nàng bị người ta đưa vào tiên vực đến nay dung mạo vẫn không thay đổi ngừng quang phát sáng rực rỡ mắt to như hồng bảo thạch bộ dáng mười mấy tuổi cho tới bây giờ chưa từng thay đổi ở một mảnh tinh vực khác tường hạo quỳ trên mặt đất hai mắt đỏ ngầu có nước mắt lăn xuống hai tay hắn nắm chặt miệng sắp chảy máu ca ca huynh trưởng ta hận mà ngươi làm sao có thể chết chứ trùng kích tiên dương cảnh nhưng mà lại bị hại mấy cái lão già khốn nạn kia mặc kệ quan hệ thời niên thiếu như thế nào thực sự đến ngày nay hắn cảm giác trong lòng đau đớn vô cùng huynh trưởng ở đỉnh cao người thường không thể leo lên nguy nga như thần sơn bất hủ hôm nay lại rơi xuống như vậy khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. ta thảo. Trong một mảnh tinh không khác, Thanh Y lẩm bẩm. Hai mắt ảm đạm, nước mắt không ngừng chảy xuống, mất đi thường thái linh động ngày xưa. Trong lòng nàng đau nhói, khóe miệng có vết máu chảy ra. Ta rất hối hận mà. Năm đó không nên rời khỏi hạ giới, không nên tiến đầu tiên giật Ta vô cùng hối hận, lần trước ở chỗ này gặp nhau, lại một lần nữa, bỏ lỡ ngươi. Thành y khóc, nàng chưa từng thương tâm như ngày hôm nay, hoàn toàn không giống với khí chất linh động, không nhiễm bụi trần ngày thường của nàng. Nếu như ngươi có thể xuất hiện trên nhân gian một lần nữa, ta nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh của ngươi, không bao giờ tách rời. Thanh y rơi lệ, băng cơ ngọc cốt tản mát ra khí tức hồng trần, nàng rất muốn quay ngược về quá khứ. Ba ngàn châu, thiên định sụp đổ, điều này làm cho thế giới cảm khái, cũng làm cho người ta tiếc nuối một vị thiên tung anh tài từ cửu thiên thập địa cuộc khởi, lẽ ra phải cao cao tại thượng, sánh vai tiên vương, kết quả lại rơi vào một kết quả đáng buồn như vậy. Ngay cả thiên định nơi hắn ở cũng bởi vì vậy mà trong một đêm sụp đổ, bởi vì ngay cả chúng thần tướng cũng không còn, chết, biến mất. Đang tiếc mà, chúng ta nên tiếp nhận, có thể được xưng là tam đấy, dù sao nhiều nguyện lực như vậy, đối với tu hành rất có ít mà, tam đại quỷ tiên vẫn còn bọn họ thực sự là tiếc nuối hung quang trong mắt hiện lên chúng ta có thể tái tạo lại có một vị quỷ tiên nói thế nhưng sức lực không đủ bọn họ sợ chọc tới cường giả tiên vực đến diệt xác bọn họ tam đại quỷ tiên tuy mạnh nhưng dù sao cũng không phải là hoang căn bản không có cái loại khí phách này chỉ cần có người đến tuyên tiên đạo pháp chỉ bọn họ khẳng định lập tức thần phục gia nhập rồi tái tạo lại thiên đình chưa chắc có kết quả tốt đâu không bằng chúng ta đi trẫm mộ của hắn đi thân thể của hắn không đơn giản đâu một vị quỷ tiên trong mắt khung quan đại thịnh nhìn chằm chằm di chỉ thiên đình nơi đó có một cái mảnh rách nát vách tường tàn dư trở thành một mảnh phế tích phía sau núi nơi đó có một cái ngôi mộ lớn mai tán hoang thôi quên đi vẫn là không nên rộng động bàn vuông lập bia ngay cả ngao thịnh tiên vương đều phải nở mặt không động đến thi thể đâu Chúng ta vẫn đừng dính đến nhân quả thì hơn Không sai Vẫn là nên đi thôi Tìm cơ hội tiến vào thiên vực đi Ở thiên định mấy năm nay cũng không tính là thiệt thòi mà Dù sao chúng ta cũng chiếm được tiên đạo kinh văn chân chính rồi Ừ cũng đúng á Mấy ngày gần đây Trên phía tích của thiên đình Thỉnh thoảng có người đến kính viếng Đây là chấm dứt một thời đại Kết thúc cuộc đời của Hoang Hắn vẫn không thể nghịch thiên Ở phía sau núi có một ngôi mộ đất Có rất nhiều hoa Một số người thở dài những người khác thì rơi nước mắt. Đây là một vài lão nhân của thiên đình, các tu sĩ ở những nơi có thiên cung. Sau khi biết được trung tâm thiên đình đã sụp đổ, khó có thể tiếp nhận, không cách nào tin tưởng. Bọn họ nhào nhào chạy tới nơi đây, tiến hành cúng tế, kính viếng, tất cả đều mang theo cảm thương. Những năm gần đây, thiên đình phát triển mạnh mẽ, sớm đã trở thành đạo thống thứ nhất của cửu thiên thập địa. quan tuyệt cổ kim, thậm chí hoang cũng dám cùng chư hùng tiên vực tranh phong, cũng không chỉ giết chết một chân tiên, đây là sự kiện huy hoàng cỡ nào. Đáng tiếc kết quả thạch hạo ngã xuống, thiên đình sụp đổ. Ngay trong một trận này toàn diện sụp đổ, đạo thống này xong rồi. Có một số thiếu nữ đang khóc. Đáng hận mà, vì sao như vậy chứ? Ngầu thịnh, thái thủy, các người thân là tiên dương, lại không thể chung nạp một người như vậy. Sợ hoàng có một ngày nào đó vượt qua các ngươi sao? Có ông lão phẫn nộ ở đây mắng trời. Kẻ nào đang khóc vậy? đúng lúc này một ngôi mộ lớn nứt ra truyền ra cái loại thanh âm nghi hoặc này khu vực phía sau núi này có một sơn cốc bốc lên từng trận khối mỏng một tòa mộ lớn nứt ra lại phát ra thanh âm làm cho người ta kinh hãi nhiều người lùi lại giật mình nhìn về phía cái vị trí đó còn có một con chó đang sủa sau đó mọi người thấy một tên lão đạo sĩ cùng một con chó nhỏ trèo lên từ một ngôi mộ tàu vũ sinh xuất hiện hắn và chó nhỏ vẫn luôn chôn trong cùng một chỗ tán huyệt đây là diệu thổ từ nơi khác dời tới, là đoạt thiên địa tạo hóa chi tán huyệt. Mấy năm trước thiên đình tụ hội, Thạch Thảo đưa ra quyết định chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh, từng mời hắn và chó nhỏ ra, đào mộ của bọn họ lên, nhưng sau đó bọn họ lại quay về, dùng thần nguyên dịch Thạch Thảo tặng, đem chính mình phong ứng ở trong đại mộ đặc biệt này. Vài năm nay vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Đó là đạo đạo trưởng! Có người kêu lên, còn có người nhận ra hắn nữa. Tính toán năm tháng, Tào Vũ Sinh từ lúc bị phong ứng cho đến nay đã 7 tám ngàn tuổi. Ẩn thân trong thần nguyên, nếu không hắn không chịu được đến ngày hôm nay rồi. Khi biết đã xảy ra chuyện gì, Tàu Vũ Sinh khiếp sợ, cảm giác trời đất quay cuồng suýt nửa ngã xuống đất. Sao sao? Hắn kêu to, nhào về phía ngôi mộ mới kia. Còn chó nhỏ kia cũng khiếp sợ, xông về phía trước, dùng móng vuốt gãi đất, muốn lột cái mộ này ra. Các người muốn làm gì vậy? một số người thiên định hơi giận dữ cho dù biết lai lịch của hắn không nhỏ cũng phải liều mạng với hắn thế nhưng rất nhanh bọn họ dừng lại tàu vũ sinh khóc lớn hắn đem thân thể thà thạo đào ra quỳ trên mặt đất ôm ở nơi đó thân thể anh tuấn này khắp nơi đều là máu khắp nơi đều là vết nứt có thể thấy được trận chiến kia thảm thiết cỡ nào tàu vũ sinh gào thét hắn hiện giờ đã sớm đầu đầy tóc bạc tuổi già thể suy bước vào tuổi xế chiều lão lệ tung hoành bi thương mà khóc thân thể trong ngực của hắn đã lạnh cứng rồi nhưng vẫn anh tuấn như trước có thể thấy hắn lúc còn sống bước khuất cùng không cam lòng một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới bị diệt sát một thân máu huyết đều mất sạch rồi sao tiếng chó con trầm thấp thạch hạo thành tiên huyết khí của hắn người thường sao có thể chạm tới nhưng hiện tại trên người hắn đỏ tươi vết thương dày đặc mà tào vũ sinh lại ôm hắn lên chỉ có thể nói trận chiến kia lớn, khả năng hắn đã hao hết một thân tinh khí thần rồi. Hoặc là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ quá mức tàn nhẫn, dùng thủ đoạn đem đạo cơ của hắn triệt để mài mòn, chém hết tất cả. Đáng hận! Chó nhỏ gầm nhẹ, mọi người xúc động, nhất là nhìn thấy tàu vũ sinh tóc bạc trắng, thường ở tuổi xế chiều, ở nơi đó khóc thương tâm như vậy, tất cả đều cảm thấy đau lòng. Đây thôi, rời khỏi chỗ này, đem chung hoàng ở cái chỗ này, quá không an toàn khẳng định có rất nhiều người muốn đánh chủ ý lên thân thể của hắn. Chó nhỏ thì thầm, tao vũ sinh lau đi nước mắt trên gương mặt già nua, gật gật đầu. Bọn họ bày ra pháp trận, phong ấn thiên cơ. Đây là lĩnh vực bọn họ am hiểu nhất. Ngày hôm đó Thi thể thạch thảo biến mất, bị người mang đi. Phần mẫu mới ở phía sau thiên định đã trống rỗng. Điều này trở thành một việc đặc biệt. Từ ngày nay về sau, không ai biết thi thể thạch thảo ở nơi nào. <laughs> việc đã tới nước này rồi còn có thể làm như thế nào đây? đều đã chết cả rồi, nguyên thần bị trấn sát, còn muốn làm ra sóng gió sao? <laughs> Thật buồn cười mà. Vẫn tiên lĩnh, chủ nhân của tộc này lạnh khóc nói, sau đó hắn liền bế quan, không có đi quan sát, cũng không thèm để ý. Hắn phòng bế liên hệ chủ cấm địa này và ngoại giới. Thế gian ồn ào hỗn loạn, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối thay cho hoang. Hắn vốn nên nghịch thiên mà lên, ở thời đại mạt Pháp chứng tiên vương quả vị. Đáng tiếc vận mệnh nhiều ngang trái, tráng niên mất sớm. Nơi trùng cứt có người thì thầm. Đáng tiếc mà là một mầm non tốt, cứ như chạy bị đánh chết. Đây là một mảnh động phủ hoành tráng, không giống với người ngoài tưởng tượng. Nơi này tinh khí mênh mông, hỗn độn tràn ngập, kèm theo thủy hà, ngay cả đất cũng phát sáng. Đó là vạn vật thổ. Ở đây có tiên dược lắc lư, hương thơm xông vào trong mũi. Đây là một nơi động phủ tán vương, cũng không âm trầm, ngược lại so với rất nhiều tiên gia thánh địa còn mạnh hơn, cực kỳ thích hợp cho người tu đạo. Đại nhân, thỉnh thanh toàn, ta muốn mang hắn trở về, chấm dứt đại nhân quả kia. Một người trẻ tuổi mở miệng, mái tóc vàng rực rỡ, giống như thần tử mặt trời. Trên thực tế, hắn là tán sĩ, tên là Tam Tạng, là cố nhân của Thạch Thạo. Thỉnh đại nhân thanh toan, bên cạnh một nữ tử xinh đẹp mở miệng dung mạo nàng mỹ lệ vô cùng mang theo mị hoặc tự nhiên có khí chất đảo ngược chúng sinh mái tóc dài màu đỏ rực tự nhiên buông xuống nàng là hoàng kim tán sĩ thần minh hai người này từng cùng thạch thạo đồng hành một đường rất là hợp ý lại cùng xông qua tiên vực đi qua đi đập thế giới cũng coi như là sinh tử hoạn nạn chi giao quan trọng nhất là có một phần nhân quả giữa bọn họ nữa thạch thạo từng đạt được một gốc tam sinh dược đối với người khác mà nói đó không có tác dụng gì nhưng đối với tán sĩ mà nói, đó là chí bảo vô thượng, có thể giúp cho bọn họ tiến hóa lên tán vương. Năm đó Thạch Hạo đem tam sinh dược đưa cho hai người, đổi lấy hư không tiên kim bia. Có thể nói tam sinh dược liên quan đến việc bọn họ trở thành tán vương, chính là đại nhân quả. Vô luận là tư giao hay chỉ là tạ ơn, bọn họ chưa bao giờ quên. Chính năm đó lúc chia tay, hai người còn trịnh trọng hứa qua. Nếu có một ngày Thạch Hạo phát sinh chuyện ngoài ý muốn, rơi vào trong thiên địa, chỉ cần hắn lưu lại một bộ phận huyết nhục có một bộ phận hài cốt nhất định sẽ đi tiếp dẫn hắn để cho hắn trở thành tán sĩ lúc ấy thạch thạo trực tiếp trừng mắt hắn căn bản là không muốn sau khi chết thông linh mà là muốn sống sót mãi cho đến khi có thể quan sát kỷ nguyên luân hồi chìm nổi ai có thể nghĩ rằng ngày này thực sự đã đến rồi tàu vũ sinh và con chó nhỏ cổng thân thể thạch thạo hai người một đường bỏ chạy bọn họ lo lắng sinh linh ở trong cấm khu đi ra phá hư thi thể thạch thạo nếu người của vẫn tiên lĩnh dám ra tay cùng ngao thịnh thái thủy chém giết thạch thạo còn có cái gì không dám làm đây ngoài ra còn có một cấm khu sinh linh cũng ra tay có đại chung của vô chung tiên vương còn cướp đi khí hồn của tiên trung do diệp khuynh tiên nắm giữ chó nhỏ nghiến răng nghiến lợi nếu tu vi đủ mạnh nó nhất định sẽ giết vào cần phải phòng bị hai cấm khu kia còn có biện pháp gì không làm sao có thể cứu được hắn đây tào vũ sinh thương cảm ngày xưa lúc hắn còn trẻ cái tên mập mạp này luôn luôn cười tủm tỉm nhưng mà bây giờ tóc hắn bạc trắng hình thể khô héo vô cùng suy sụp hắn thực sự rất muốn cứu sống thạch hạo sư phụ ta được xưng là cường giả thu diễn thuật đệ nhất hắn thấy được một người có thể độc đoán dạng cổ không phải người sao chẳng lẽ ta nhận sai sao tàu vũ sinh khóc lớn sư phụ hắn tuy rằng có thôi diễn thuật đệ nhất thiên hạ nhưng cũng không thấy rõ người trong tiên tri chỉ mơ hồ biết có một sinh linh như vậy thôi Chúng ta xuất thế như vậy Sống không được thêm mấy năm Thọ nguyên đã tận rồi Con chó nhỏ thở dài Nó không lớn nhưng cũng giống như tàu vũ sinh vậy Này đều ở tuổi xế chiều Và không ra hình dạng Hoàng hôm đệ của ta Ta thật sự hy vọng ngươi sống lại Chờ ngươi trở thành tiên dương Quét sạch cái đám người ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ Thậm chí đem tiên dực và dị dực đánh tàn phế Tàu vũ sinh rơi lệ Hắn đến tuổi già càng thêm hoài cổ Quý trọng tình cảm ngày xưa tràn ngập không nở. Thế nhưng hắn hiện tại tuyệt vọng, cổng thân thể thạch hạo một đường mà chạy trốn. Nhưng không biết làm thế nào để cho hắn sống lại. Hiện giờ thân thể của tàu vũ sinh đều gặp gền. Còn lông con chó nhỏ thì lúc trẻ là màu đen, hiện tại lại có chút đỏ nhạt, sắp trơ trụi rồi. Đột nhiên tàu vũ sinh dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng vô cùng quyết tuyệt, nói Tàu biết rồi, đi tráng địa thôi, có lẽ chỉ con đường đó mới có thể cứu hắn thôi hắn nghĩ tới những lời thạch thạo nói với hắn trên thực tế những trải nghiệm thạch thạo đều từng nói với người bên cạnh nói cho bọn họ biết trong tán địa hắn có bằng hữu về phần tán địa từ nhiều năm trước đã phá vỡ phong ấn gặp lại mặt trời không còn ngăn cách với biên hoang nữa lần trước khi tam đại quỷ tiên tụ hội ở thiên đình đã từng chính miệng chứng thực tin tức này rồi lúc này lại vào biên hoang tàu vũ sinh vượt qua đế quan thân phận của hắn hiện giờ rất là cao không ai ngăn cản mặc cho hắn đi qua ở bên ngoài biên hoang, bọn họ nhìn thấy một nam một nữ, hai người thanh niên phong thái siêu tuyệt đang từ chỗ tán địa đi tới, là Tam Tạng cùng thần Minh. Tam Tạng là người cảm ứng đầu tiên, hắn là hoàng kim tán sĩ mà, nên đối với thi hại vô cùng mẫn cảm, nhất là bắt được khí cơ của thạch thạo. Các cô là Tam Tạng và thần Minh phải không vậy? Tàu Vũ Sinh lệ rơi tràn mặt, hoàn toàn không giống với khí chất của gã mập mạp khi còn trẻ, không còn hăng hái nữa, hắn có cái loại cảm giác vô lực cảm thấy nhân sinh u ám. Đúng vậy, là chúng ta. Tam tạng vọt tới đầu tiên, tàu vũ sinh không giấu nữa, ôm lấy thân thể thạch hạo đưa cho bọn họ xem, môi đều rung rẩy nói. Hãy cứu hắn đi. Đi theo ta. Tam tạng nói, tự mình cổng thạch hạo, sải bước chạy về phía khu tán địa, bọn họ trực tiếp xông vào trong động phủ của một vị tán vương nào đó. Nơi này mặt đất đều nở rộ ngũ sắc thường quan đó là tán thổ có giá trị kinh người nhất. Tại sao bất tử tiên dược đều dựa vào nơi này không chịu đi? Chính là thích cắm rễ ở cái loại thổ chất vô thượng này. Cái chỗ này vậy mà không chỉ có một gốc tiên dược, có hai gốc cây đang lay động. Không hổ là một đời kỳ tài, tối này đã xếp hạng cấp bậc thập hung. Đáng tiếc ngầu thịnh thực ngoan độc mà, diệt toàn bộ nguyên thần của hắn, triệt để đánh tan nguyên thần rồi. Vị tán vương này thở dài nói, cả người hắn đều bị một cổ sương mù thần bí bao vây cao thầm khó lường ngồi xếp bằng ở chỗ đó nói ra sự thật này không đâu không đâu ta tin tưởng, tưởng hắn nhất định còn sống tàu vũ sinh hét lớn đan dương xin ngài hãy ra tay chiêu hồn cho hắn xem thử hắn còn hy vọng không thần minh khẩn cầu hiển nhiên cái vị tán vương này đối với thần minh và tam tạng rất coi trọng rất sủng ái nếu là những người khác làm sao dám tùy tiện mở miệng với hắn như vậy đưa ra cái loại yêu cầu này Cuối cùng tán vương ở trong động phủ này tự mình thi pháp, tìm khắp cửu thiên thập địa, muốn tìm được dù là một tia nguyên thần mảnh vụn, nhưng mà hắn đã thất vọng. Dù cho hình thần câu triệt cũng nên lưu lại một tia dấu chết mới phải. Ngầu thịnh, thai thổi nguyên sơ, quá tàn nhẫn, thật sự triệt để giết sạch sẽ sao chứ? Tán vương nhíu mày, hắn đang hoài nghi cái gì đó, sau đó lại lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. <laughs> để cho hắn trở thành tăng sĩ đi. Lời nói như vậy vừa nói ra, không thể nghi ngờ đang tuyên bố thạch hạo thực sự ngã xuống, không còn một tia hy vọng nào nữa rồi. Tàu vũ sinh khóc to, trở thành tán sĩ, đó còn là hoang hay không? Thần Minh đi tới vuốt ve hai má thạch hạo rồi nói. An tâm trở thành tăng sĩ đi, nguyên thần được thân thể người thai ngán cũng đủ kinh diễm rồi, có thể báo thù cho tiền thân của ngươi. Đừng nói là tàu vũ sinh, ngay cả chó nhỏ cũng đang bối rối, không thể đáp ứng được. Vậy các ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn không? Tam tạng hỏi, tàu vũ sinh và chó nhỏ há miệng ra, thống khổ vô cùng, lựa chọn này quá gian nan Thà thạo chân chính chết đi, còn có thể làm thế nào đây? Vậy thì huynh đệ của ta, còn phải bao nhiêu năm thì hắn mới có thể sinh ra nguyên thần vậy? Tàu Vũ Sinh chua xót hỏi Với thân thể cấp bậc thập hung của hắn như vậy Hơn 10 vạn năm là đủ rồi vượt qua những tán sĩ khác từ xưa tới nay Tán Vương mở miệng Hơn mười vạn năm hả? Lúc đó còn kỷ nguyên này nữa đâu Đại thanh lý đều đã có thúc rồi Khi nào mới có thể tìm Ngao thịnh Thái thủy bao thù được đây Bọn họ không cam lòng Ai nói kỷ nguyên này rất ngắn ngủi vậy Ai nói Đại Thành Ly sẽ chấm dứt sớm vậy? Đây là một kỷ nguyên quỷ dị và đáng sợ nhất từ trước cho đến nay. Những gì người nhìn thấy ngày sau, nghe được, đều không nhất thiết phải là sự thật đâu. Chỉ có tự mình trải qua kỷ nguyên này mới có thể hiểu được. Kỷ nguyên này được chúng ta xưng là loạn cổ. Tán vương thượng sắc vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói. Thà thạo bị chôn ở dưới vạn vật thổ, mà ở trên mộ của hắn có một gốc bức tử thiên dược cắm rễ, chân chính đoạt thiên địa tạo hóa. Nơi này yên tĩnh, chỉ còn lại tàu vũ sinh, còn có chó con, bọn họ lắp xong phần mộ cũng muốn rời đi, nhưng tàu vũ sinh đột nhiên lông tơ dựng đứng. Phản phước như hắn nghe thấy được âm thanh nào đó, sau đó khiếp sợ mở to con ngươi ra, nói "đạo đạo, Ngô, được không vậy? Theo dường như nghe được tiếng của thà thạo đang nói chuyện đó. Hắn muốn trở về. Hắn muốn quá thành vô thượng tiên dương nhưng về tiếng dục Trong xác có thể kể địch kìa Chó nhỏ cũng sớm lông thú sụi lên rồi Nói Ta dường như cũng nghe thấy nữa Nhưng bây giờ không có bất kỳ cảm ứng nào nữa rồi Tàu vũ sinh cẩn thận lắng nghe Mộ phần này quả thực là rất yên tĩnh Không có một chút dị thường nào Đến tục cùng là do thần kinh hắn khẩn trương Nên bị ảo giác Hay là thực sự nghe được đây Cuối cùng thì cả hai rời đi Dưới phần mộ, trên người thạch thạo tổng cộng có 10 cái đạo ấn luân hồi Lúc này không có quan huy, cũng không có dao động, nhưng mười đạo ấn ký kia thoáng cái trở nên vô cùng thâm thúy. Ta chung quy vẫn phải trở về. Nơi chung cước rất yên tĩnh, ngày thường rất ít tiếng động, bởi vì cuộc sống của tán sĩ quá đơn giản, hầu hết thời gian bọn họ đều dành cho giấc ngủ. Vô luận là tu hành hay là bế quan, đều có thể nhân cơ hội này tiến hành ngủ say vĩnh viễn, ở trong ngủ say phát triển, ở dưới đất hô hấp thiên địa chi tinh, Năm tháng trôi qua, thoáng cái đã trôi qua một vạn năm. Ngoại giới hồng thủy ngập trời, đại chiến kinh thế, mà tán khu vẫn bình tĩnh như vùng đất chết hoang vắng. Tạo vũ sinh cân nhắc tán thuật, lấy thân thể còn sống tìm hiểu đại pháp của tộc. Hắn muốn xúc tu bàn thông, hắn không có lựa chọn tự phong bế, mà ở khu vực này sống một vạn năm, muốn đột phá, hy vọng thành tiên. Bởi vì tán khu có vật chất bất tử, có thiên địa tinh lương nồng đậm, đương nhiên cũng có tán khí, có khí tức chết chóc, hắn ở trong cái nơi chung cất giống như một hoàng kim tán sĩ, nuốt vào nhã ra sinh khí, nuôi dưỡng thân thể của mình. Hắn muốn ở kiếp này thành tiên, hắn muốn chờ thạch thạo còn sống trở về, muốn cùng hắn đi báo thù, đi tham chiến. Chỉ là hắn chung quy vẫn ở tuổi già, ở cửu thiên thập địa hao hết thanh xuân. Nơi này mặc dù có vật chất bất tử nhưng cũng không thể bảo vệ hắn lâu dài. Chó con cũng đang chống cự, lông sắp rụng hết rồi, nhưng nó vẫn đang khổ sở, muốn nhìn thấy đại thế này, chứng kiến kết quả của đại thanh lý. Vì nó không cam lòng, có sinh linh ở trong cấm khu dám chiếm binh khí của vô trung tiên vương, có thể liên quan đến hy vọng vô trung tiên vương tái hiện thế gian. Nó phải đợi hoàng thức tỉnh, dẹp bỏ cấm khu, giúp nó đoạt lại tiên trung. Cuối cùng tam tạng thường minh xuất thủ, đưa cho bọn họ một ít tán dược, đó là đặc biệt chuẩn bị cho hoàng kim tán sĩ, là thu thập bức tử tiên dược luyện chế mà thành. Tán khu là một mảnh địa phương thần bí, rất nhiều người lầm tưởng là địa ngục xâm la, nhưng lại có vạn vật thổ, có thể nuôi dưỡng vạn vật thần thổ vô thượng như vậy, hấp dẫn tiên dược. Cho nên kỳ thực nơi này là địa vực vô cùng thần thánh, mà nơi này tiên dược cũng không ít nữa, so với tiên vực chỉ hơn chứ không kém. Tiên dược mỗi thời đại đều trưởng thành hơn, có người thì thu thập, cũng có người thì không để ý tới. Tâm tạng, thần minh là hoàng kim tán sĩ, so với những loại bình thường không khác nhau lắm, cho nên có thể uống cái loại đại dược này Có chỗ tốt thật là lớn Ta rốt cuộc có thể tái sinh rồi Có thêm thời gian một đời để tu luyện rồi Khoan, quên đệ của ta Ta chờ ngươi, chờ ngươi trở về Tàu Vũ Sinh nói Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện Chó con cũng như vậy Nó đã từng thành tiên Mà nay bắt đầu thử khôi phục đạo hạnh Năm tháng trôi qua Thoáng cái đã hơn 10 vạn năm trôi qua rồi Tán địa bị ảnh hưởng Ngoại giới đại chiến liên thiên chư thiên đều bị chinh phạt bởi tồn tại khủng bố. Đáng tiếc, thể chất của Tàu Vũ Sinh đúng như lời sư phụ hắn nói, rất siêu phàm nhưng muốn thành thiên vẫn có chút khó khăn. Hắn thích hợp với sự lột xác từ đời này sang đời khác hơn. Sư phụ của hắn có một công pháp cổ xưa, sớm đã giao cho hắn. Hoàng huynh đệ nè, ta lại già nữa rồi. Tán khu này tuy rằng có vật chất bất tử đồng đậm, nhưng mà cũng có một lượng lớn tử khí không thuần túy như cửu thiên thập địa ngày xưa. Ta không phải tán sĩ Thọ nguyên lại chỉ có một hai dạng năm Lại sắp đến đích đó rồi Tàu vũ sinh thở dài Chó con cũng đang nôn nóng Căn cơ tiên đạo ngày xưa đã phế bỏ Nó muốn khôi phục So với tu luyện từ đầu còn khó hơn Ta sẽ tu luyện đại pháp tán sĩ Có lẽ người không ra người Quỷ không ra quỷ Nhưng mà có thể bảo vệ ta sống sót Chỉ vì chầu huynh đệ ngươi còn sống trở về Tàu vũ sinh nói hắn cùng con chó con cuối cùng đều lựa chọn một con đường như vậy đi ngủ đông trong giấc ngủ tìm hiểu đại đạo tu luyện tán sĩ vô thượng bí pháp tam tạng thường minh rất tốt còn truyền thụ pháp môn cho bọn họ nữa một người một chó này sau khi biến mất tán khu càng thêm yên tĩnh rất nhiều vạn năm đều không có động tĩnh gì tử khí càng thêm nặng nề một ngày nào đó yên tĩnh bị phá vỡ một cái hồ lô trong suốt phun ra khí hỗn độn nó từ trên trời giáng xuống trứng áp tán địa có người đối với khu tán địa này ra tay đem một khu vực phía dưới đánh văng tung tóe là người đâu tán vương bị kinh động giận dữ xuất thế nghênh đón đại thanh lý đến thế gian này không có tịnh thổ dù ở nơi nào cuối cùng đều phải bị ảnh hưởng chiến loạn quá nhiều tai họa quá đáng sợ ngay cả khu tán địa là một nơi thần bí vô cùng đáng sợ này cũng có người dám khiêu khích đánh tới cửa đó là tồn tại cường thế ra tay. Đây là lần đầu tiên trong 20 vạn năm qua, khu tán địa bị tập kích. Kinh thế đại chiến bộc phát, khủng bố tuyệt luân. Biên hoàng đều bị đánh cho tàn phế, hóa thành từng khối đại lục, xông ra ngoại vực, xuyên không vào vũ trụ. Nếu không phải khu vực này có quá nhiều pháp trận thủ hộ, trông vùi vô số trận đài, khẳng định đã nát bấy rồi. Mặc dù vậy, nó vẫn cực kỳ thảm khốc mà đế quan cách đó không xa nó đã sớm không còn tồn tại nữa. Trên thực tế, rất nhiều vạn năm trước, nó đã bị quét sạch, hóa thành một mảnh phế tích. Người xưa cùng thành đã sớm là năm tháng cổ xưa dài dằng dặc rồi. Những năm gần đây tán khu u tỉnh, nhưng bên ngoài lại không như vậy, lâm vào thời đại khủng bố nhất, mà nay rốt cuộc cũng lan đến tán khu. Trời lông đất lở, tinh hạ cuốn ngược, vũ trụ kêu gào, đại lộ âm âm Thế gian này một mảnh sầu vân thảm đạm, đại loạn đáng sợ nhất trên đời ảnh hưởng đến trư thiên. Năm tháng vô tình có thể chặt đứt thiên kiêu cái thế, nó có thể xóa đi sự tồn tại cấm kỵ, không có bao nhiêu sinh linh có thể trường tồn bất diệt. Vô luận là ngoài ý muốn cũng tốt hay là nhân quả cũng được. Từ xưa đến nay, năm dài tháng rộng có bao nhiêu anh kiệt bị chôn vùi, bao nhiêu thiên kiêu ngã xuống, tất cả đều chết đi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, từ khi thạch thảo ngã xuống đã qua 50 vạn năm, có thể nói là thương hải tan điền, thế giới đại biến. Đã từng là cửu thiên thập địa thì sao? Rất khó truy tìm. Tán khu chia năm xẻ bảy phiêu lạc khắp nơi, càng thêm yên tĩnh. Khí tức tử vong tràn ngập. Đây là một mảnh đất không phải là rất lớn, trôi nổi trong vũ trụ, tương tự như các vị sao. Vùng đất cổ tương tự như vậy, trong vũ trụ hồng hoang không biết có bao nhiêu bởi vì hồng hoang đại chiến hắc ám ăn mòn đại thanh lý khủng bố nhất trong lịch sử ở thế gian này bộc phát chư thiên đều run rẩy rất nhiều nơi đều bị đánh cho tàn phế một ít thần thổ một ít tiểu thế giới một ít cấm khu vô thượng sau khi bị đánh chìm phân liệt có bộ phận thì không trọn vẹn lao vào sâu trong vũ trụ khối trước mặt này chính là sản vật như vậy ta là ai mảnh đất hoang vắng này vùng đất khu cứng lạnh lẽo đã tách trời một nam tử trẻ tuổi tóc tai bù xù từ trong một mảnh vạn vật thổ dễ dụa đi ra dưới đất trong suốt lấp lánh đó là đất tán thế hiếm có hạt cát trong suốt mang theo sinh khí nồng đậm nó có thể tẩm bổ vạn vật chính là thổ chất mà tiên vương đều khát vọng ngày xưa cái gốc tiên dược bạch quy đà tiên khi từng nói có tiên vương tiến vào tán địa cầu lấy nơi này chính là để bản thân tẩm bổ đây vốn dĩ chính là vật tán vương dùng để tu hành Tương truyền người bị trọng thương trốn trong vạn vật thổ có thể chữa thương. Cho dù là người chết chung ở chỗ này, ngày sau đều có thể thông linh, chân thương tái hiện nhân gian. Đây là nơi nào? Người trẻ tuổi đứng dậy, hắn phủi đi vạn vật thổ trên người, gạt đi mái tóc dài màu đen che trước mặt, lộ ra một gương mặt thanh tú, hai mắt trong suốt mà tinh khiết, giống như hai dòng suối trong vắt. Nơi này vô cùng hoang vắng, cổ địa lớn như vậy, ngoại trừ hắn ra, không có một sinh linh nào khác, tử khí nặng nề. Hắn nhíu mày đang suy tư, đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng mà hắn cảm giác rất đau đầu. Trong lúc nhất thời ý thức trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được. Thân thể của hắn thon dài mà cường tráng, ánh mắt lưu động trong suốt sáng bóng, mặt chiến y rách nát mang theo rất nhiều vết máu. Đây là có người thu thập lại giáp trụ quần áo của hắn đã bị nghiền nát kia, vì hắn một lần nữa mà tế luyện lại, giúp hắn mặc ở trên người, chỉ là vì hy vọng một ngày nào đó khi hắn thức tỉnh, còn có thể nhớ tới trận chiến cuối cùng kia. Chiến y này là của hắn, máu cũng là của hắn chảy ra, nhưng hôm nay hắn lại rất mê hoặc, trong đầu có vài thứ nhưng lại không nhớ nổi. Chỗ này tụt cùng là nơi nào? Hắn bắt đầu di chuyển, nhanh như quỷ mị, nhanh như thiểm điện, mới cất bước trong nháy mắt đã đến một cái đầu kia của khối đại lục này rồi. Cùng lúc đó, trên người hắn có 10 đạo ấn ký, đang phát sáng, phần lớn ở trên tay, kết quả này phân bố đều trên thân thể, khóa chặt bản thân, hắn ngửa đầu lên trời xung quanh đều là những ngôi sao bị tàn phá mảnh vũ trụ này rất hoang vu thiếu đi sinh cơ trên khối đại lục này một mình hắn bồi hồi đi từng tức đất kết quả cái gì cũng không phát hiện cuối cùng hắn nhấc chân lên một bước liền tiến vào trong tinh không đây là hắn có chút nghi hoặc vốn không biết phi hành như thế nào nhưng hiện tại tự nhiên lại biết hắn đã có thể du hành trong tinh không trong đầu giống như là có thứ gì đó như nước chảy xiết không ngừng xuất hiện làm cho hắn hiểu được làm thế nào vượt qua hư không. Một cái kim quang đại đạo xuất hiện dưới chân của hắn trực tiếp thông qua bên kia tinh không giống như một cây cầu bắt ngang trong vũ trụ. Sau đó hắn bắt đầu cất bước cảnh tượng rất kinh người hắn chạy từ đầu vũ trụ này qua đầu bên kia. Cùng lúc đó trong vũ trụ này chư thiên tinh đấu đều rung lên vài cái sau đó tinh huy tụ tập đầy trời giống như đại dương sông về phía hắn đều bị thân thể của hắn hấp thu. Đây không phải là hắn cố ý làm mà là thân thể phản ứng tự nhiên. Tinh huy tẩy lễ, thân thể càng ngày càng sáng lạng. Thế nhưng hắn không cần cái loại lực lượng Của trình độ này. Hắn há miệng hít một hơi, một đại khe nước hắc ám xuất hiện, hỗn độn trào ra. Hắn bắt đầu hấp thu hỗn độn chi tinh. Rất lâu sau, lỗ chân lông của hắn đều tản mát ra hỗn độn khí. Hắn mới dừng lại, cảm thấy thân thể không cần nữa. Tại sao ta phải làm như vậy? hắn nhìn hai tay của mình một chút lại ngẩng đầu nhìn về vũ trụ thâm sâu hắn đến bờ bên kia của tinh không cảm thấy bản năng thúc đẩy hắn trở về giá lâm nơi này hắn thấy được một phần đại lục bị tàn phá rộng lớn vô biên nơi này trải qua đại chiến bị đánh tan rã mà bây giờ vô cùng không trọn vẹn cùng lúc đó mười đạo ấn ký trên người của hắn đang phát sáng giống như là có thứ gì đó muốn xông ra làm khí cơ của hắn càng thêm dọa người nhưng cuối cùng lại trở về yên tĩnh đây lại là địa phương nào vậy? Hắn đáp xuống một khối trên lục địa, đó là một vùng đất khô cằn, hàng chục triệu dặm trên mặt đất, không thể nhìn thấy khối, không thể nhìn thấy sự sống. Hắn đứng dậy rời khỏi khối đại lục này, một cước bước ra, đi tới cái mảnh đất mênh mông liền kề kia. Ở chỗ này hắn rốt cuộc nhìn thấy sinh linh. Mảnh đất cổ này có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, còn có vô số hố trời vượt sâu, nhìn kỹ là bị kiếm khí thường tiễn lan đến, càng có rất nhiều tinh thần tàn cốt, cảnh tượng vô cùng kinh người. Ngày xưa nơi này từng bộc phát ra đại chiến, nhưng theo năm tháng lưu chuyển, mảnh đất tàn phá lại bị cỏ cây bao trùm, bắt đầu có sinh cơ. Có một ít bộ tộc sinh sống ở trong dãy núi, cũng có một ít vương triều thành lập ở trên bình nguyên. Hắn nhìn thấy một sinh linh trẻ tuổi đang ở trên mặt đất. Người là ai? Đây là nơi nào vậy? Người đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một thiếu niên rất non nớt, nhưng thể chất bất phàm, thân thể có dị tượng, đây là Trương Bách Nhẫn Đây là nơi bị bỏ hoang sau đại chiến Ngươi đến từ ngoại vực hả Ánh mắt thiếu niên này nóng như lửa Mà áo da thú tràn ngập hy vọng nhìn hắn Ngoại vực là nơi nào vậy Ngươi rất muốn đi tới đó hả Người trẻ tuổi chiến nghi trên người vết máu loang lỗ này Làm cho thiếu niên hai mắt sáng lạng Không ngừng nhìn chầm chầm Ngoại vực chính là những sinh mệnh tinh thần Chúng tộc cường đại của thực lực đều chảy trốn Tránh đi cái mảnh chiến trường cổ bị bỏ hoang này Chuyên Bách Nhẫn nói, hắn mặc dù là một thiếu niên nhưng đã sớm thông tuệ, lộ ra vẻ trưởng thành trong mong nhìn người kia. Trời khỏi nơi này, chỉ vì ở đây thiếu thiên địa tinh khí sao? Người trẻ tuổi tự nhủ, hắn nhìn thoáng qua cái mảnh đất này, tuy rằng bị cỏ cây bao trùm nhưng vẫn cằn cỗi như cũ, quá ít linh dược. Rất nhiều chủng tộc trên cái mảnh đại lục này đều chạy trốn, không bao giờ chịu trở về nữa. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi trực tiếp chặn thiên địa bổn nguyên khí, từ trong vũ trụ hấp thu tiên thiên chi tinh, sau đó dung luyện thành thần nguyên dịch. Hắn làm rất là thành thục, rất đơn giản. Đó là một bản năng, một phương pháp tự nhiên mà làm. Cái này... Trương Bách Nhẫn khiếp sợ, hắn khó có thể tin được, người có thể chặn được bản nguyên thiên địa, thế gian này có thể có mấy người. Người trẻ tuổi đưa cho hắn một đống thần nguyên dịch. Trương Bách Nhẫn luống cuốn tay chân, vội vàng lấy đồ dùng mà hắn cho là tinh khiết nhất đi phong ứng, đi bảo tồn, thần nguyên dịch giá trị vô lượng có thể làm cho người ta tồn tại lâu dài trên thế gian ta muốn biết lịch sử của cái khối đại lục này ta muốn biết càng nhiều hơn người trẻ tuổi bình tĩnh nói không biết vì sao hắn đối với nơi này rất quen thuộc nhìn mấy khối đại lục mênh mông nhưng bị tàn phá trong vũ trụ tinh không hắn rất mê man hiểu biết của ta có hạn thôi ạ à. trương bách nhẫn thành thật nói tuy rằng hắn rất thích thần nguyên dịch nhưng mà lại không muốn lừa gạt người khác đây là một thời đại đại loạn, là một thời đại đáng sợ nhất. Chư thiên đều bị sụp đổ, đại lục càng chìm xuống, cái gì tiểu thế giới, cấm địa, rất nhiều nơi vĩnh viễn bị xóa tên rồi. Mấy chục vạn năm trước, vô thượng cường giả nhiều lần giá lâm, giết đến nhật nguyệt vô quan, sơn hà hủy diệt, cả mảnh vũ trụ đều bị chấn liệt. Nghe nói rất lâu trước kia, thế giới này được xưng là cửu thiên thập địa, nhưng trong hắc ám đại thanh lý bị hủy diệt, trở thành bộ dạng bị tàn phá như bây giờ. Đương nhiên còn có rất nhiều linh sơn, thần địa bị người ta dời đi, trở thành tỉnh thổ. Hiện tại, chủng tộc, đạo thống có thực lực đều cư trú trong tinh không ngoại vực, phân bố ở các nơi trong vũ trụ. Không ai dám sống ở đây lâu dài, bởi vì bọn họ lo lắng những tồn tại khủng bố từng xuất hiện trong đại chiến năm xưa sẽ còn xuất hiện, còn có thể lại đến đem nơi này triệt để hủy diệt. Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn lên phiến tinh không vũ trụ này, nhìn từng khối cổ xưa bị tàn phế, năm đó chúng hợp lại với nhau sao? Bây giờ bị người ta đánh thành cái bộ dạng này sao? Thậm chí dựa theo lời thiếu niên nói, thiên vũ trụ này đều bị đánh cho vỡ cả rồi. Loại chiến đấu cấp bậc này, phải chết bao nhiêu sinh linh, thậm chí vô số chủng tộc hoàn toàn biến mất cũng không tính là cái gì kỳ lạ. Năm đó chiến tranh tuy rằng không có tưởng mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng huyết tinh ngập trời. Người thanh niên thở dài. Vì sao mà trong lòng ta đang sợ hãi? Sao lại cảm thấy đau đớn vậy? Sau đó hắn mới hỏi: năm xưa hầu hết sinh linh đã bị phá hủy rồi sao cũng không phải tương truyền năm đó có một số lượng lớn người bị cường giả vô thượng dẫn vào tiên vực xem như là vì thế giới này lưu lại huyết mạch vì từng có người lo lắng giới này triệt để bị diệt trương bách nhẫn đáp lại có một số việc hắn cũng không biết tuy rằng một lượng lớn sinh linh được cứu đi thế nhưng cửu thiên thập địa bản nguyên cũng bị chặn đi hơn phân nữa dùng để tăng thêm đại đạo thịnh vận cho tiên vực Vậy cường giả như thế nào ra tay vậy? Thà Thảo hỏi Ta cũng không có hiểu lắm nữa Lão nhân nói á, những chuyện kia quá lâu rồi Những người đó mạnh không thể tưởng tượng được Trương Bách nhẫn đáp Dựa theo lời của hắn nói Mà nay thế giới này không ai có thể đi tới bước đó Từ khi cái mảnh thế giới bị tàn phá này Có ghi chép tới nay Không có sinh linh mạnh như vậy Bọn họ còn đến đây nữa không vậy? Ta không biết nữa Nhưng rất nhiều người đều nói bọn họ đi giới khác chiến đấu đã đi một thời gian dài rồi Hy vọng bọn họ vĩnh viễn không xuất hiện nữa Trương Bách Nhẫn nói Bởi vì theo truyền thuyết Trận đại chiến kia còn đang tiếp tục Kéo dài chư thiên, ảnh hưởng vạn cổ Những người đó quá cường đại Trên thực tế lời tán vương nói năm xưa Đã thành sự thật Đại thanh lý tiếp tục Mấy chục vạn năm qua tuy rằng giết đến người sợ hãi Chí tôn cường giả đều rung rẩy, Nhưng mà đến nay còn có người từ giới hải trở về Tình hình càng thêm khủng bố thậm chí có lão quái vật thời đại đế lạc cùng với sinh linh thời đại xa xưa đều xuất hiện. Đây là một cái khủng bố đại thế mà, chiến đấu ở cửu thiên thập địa coi như tương đối ôn hòa rồi, mà hiện giờ ở nơi khác càng thêm khủng bố nữa. Về phần hạ giới, sớm đã sống to gió lớn đến cực điểm rồi. Sinh ra ở kiếp này là ác mộng của tất cả sinh linh, nhất là những chiến địa kia. Mấy chục vạn năm qua huyết nhiễm sơn hà, đại chiến không nghĩa, sinh linh đồ tháng, sau đó thì người thanh niên này rời đi, tiến sâu vào đại lục. Trương Bách Nhẫn ở phía sau phước tay, hắn cũng không biết mình đã ngẫu nhiên gặp được người nào. Nếu mà biết được, nhất định sẽ rung động đến mức tột đỉnh. Hắn không biết người trước mắt này là ai, thậm chí nhiều năm trôi qua, hắn cũng không biết đến tột cùng mình cùng người nào nói chuyện. Người trẻ tuổi một đường đi tới, tâm tư không yên tĩnh. Vì sao nhìn thấy nơi đó lại làm cho hắn thương cảm, làm cho hắn khổ sở, Bầu trời này nhìn có một cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng tới nơi này sao? Người trẻ tuổi tự hỏi. Bởi vì hắn là hoang, là thạch thảo ngày xưa, từ trong vạn vật thổ kia hồi sinh. Nhưng mà hắn lại quên hết đi tất cả rồi. Sau đó hắn đi đến các vương triều kia, tìm hiểu tình huống của bọn họ. Thậm chí xem các loại cốt thư, tra cứu các loại ghi chép vân vân Để tìm hiểu đây là thế giới như thế nào. Hắn thiếu trí nhớ, nhưng mà khi đọc những cốt thư này lại tự nhiên nhận ra. Ở sâu trong đáy lòng của hắn, phản phất có một dòng nước chảy nhỏ giọt đang nuôi dưỡng hắn, thành toàn cho hắn. Thạch thạo du đảng ở cái mảnh đại lục này, càng hiểu rõ hắn càng mê mang. đương thời không tìm được dấu vết của hắn, hắn là người thời đại nào. Đáng tiếc mảnh thiên địa này bị đánh cho tàn phế, lịch sử đứt đoạn, rất nhiều chuyện cũ đều không thể tra ra được. Mà trong khoảng thời gian này, mười đạo ấn ký trên người của hắn thường xuyên khẽ phát ra âm thanh, phát ra vần sáng thần bí, giống như là muốn phá vỡ thiên địa vậy. Mấy năm sau, hắn tự đặt tên cho mình là Hoang, bởi vì đây là cái tên từ sâu trong đáy lòng chảy ra, hắn rất thích, cảm thấy rất thân thiết. Năm tháng trôi qua, Hoang du lịch ở trong bầu trời đầy sao này, trăm năm trôi qua, hắn đã đi khắp thiên hạ, những sinh mệnh tinh thần kia đều lưu lại dấu chân của hắn. Thế giới này thực sự không có tiên, hắn không biết, hắn từng gặp phải mấy sinh linh rất là mạnh cũng có thể chặn được thiên địa bản nguyên. Thế nhưng khi giao thủ với hắn đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Hắn có một loại cảm giác mình có thực lực mạnh hơn đang tích lũy trong cơ thể lại không thể biết làm thế nào mới có thể dẫn động ra. Thạch hạo tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được một ít dấu vết về bản thân. Cảm thấy mình hẳn là đã từng ngủ say rất nhiều năm. Dẫu sao hắn là từ trong vạn vật thủ hồi phục lại mà. Sau đó lại là trăm năm trôi qua. Hắn chán ghét, cứ đi tìm kiếm, cứ tìm mãi, không thể giải quyết vấn đề khiến tâm tư hắn không yên, luôn muốn tìm được cái gì nhưng vẫn mãi không giải ra được. Sâu trong nội tâm của hắn có một loại cảm giác cấp bách, có chút lo lắng, không biết vì sao lại như vậy, một loại bản năng thúc đẩy hắn muốn nhìn thấy một vài người. Mười đạo ấn ký lại tỏa sáng. Ta muốn thành tiên, ta muốn đi thế giới kia xem một chút. Bỗng dưng trong đầu của hắn lại có cái loại xúc động này, hiện lên câu nói này, sau đó mười đạo ấn ký liền bình tĩnh lại. Chỉ là làm như thế nào để tiến vào tiên vực, hắn cũng không biết. Hắn từng thử đánh vỡ hư không, thế nhưng hắn phát hiện trong bóng tối cảm ứng được cái thế giới kia, nhưng mà lại phản phức cách rất là xa. Sức mạnh của hắn không thể xuyên thủng được. Lực lượng của ta sao lại không dùng được vậy? Thạch thảo nhíu mày, cảm giác trong cơ thể có một cổ lực lượng mênh mông nhưng lại không điều khiển được. Trong những năm tháng tiếp theo, rất nhiều sinh mệnh tinh thần đều có thân ảnh của hắn xuất hiện Hoàng đang thử tự các nút thời gian không gian khác nhau trùng kích tiên vực, hắn muốn xông qua. Hiện tại tiên vực đang bất ổn, trải qua đại chiến, có một số nơi sớm đã không vững chắc như ngày xưa, trải qua rất nhiều lần trùng kích, có một số con đường thực sự sắp bị hắn mạnh mẽ thông suốt rồi. Phải biết rằng hiện tại hắn có rất nhiều lực lượng đều không thể vận dụng, đều đang ẩn nấp trong cơ thể. Loại hành động vĩ đại này làm cho sinh linh các tộc đương thời đều khiếp sợ ta làm sao cảm thấy hắn rất giống một người được ghi chép trong cốt thư được đạo ra từ trong di tích nha có người thì thầm đáng tiếc hình khắc của cái bộ cốt thư kia rất mơ hồ cũng không trọn vẹn hắn hoài nghi hoàng là một cổ nhân thời đại mạt pháp này thiên địa không trọn vẹn thọ nguyên trung bình của sinh linh không có cao lịch sử đã xảy ra đứt đoạn ngay cả chân tướng 50 vạn năm trước cũng sắp bị bao phủ sinh linh ở thế gian này có thể tu luyện tới cảnh giới chí tôn sau khi đại thanh lý bộc phát, một ít tiên đảo ngoài giới đều từng bị đánh rơi xuống giới này, bị một ít cường tộc lấy đi, chiếm làm của riêng. Chỉ có cái loại địa phương này mới có thể sinh ra tối cường giả. Hoàng vẫn đang thử nghiệm như trước, cả vũ trụ vỡ vụng đều lưu lại thân ảnh của hắn. Bất kỳ một nơi trọng yếu nào cũng có dấu chân của hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn ở trên một hòn đảo trôi nổi ngoại vực, trong lòng có cảm giác. Cả người chấn động, sau đó thì gầm một tiếng, chấn liệt nơi này. Dưới đất có một cái quan tài bằng đồng, còn có chính cổ lông cốt nằm lê lết nơi đó, bên cạnh có một tấm bia. Giờ khắc này hoang giống như giả thú bị thương, ôm đầu kêu to. Hắn rất là bi thương, nhưng lại không nhớ ra những chuyện cũ kia, hắn rất khổ sở. Luôn cảm thấy rằng một số người đã đi xa, có lẽ không bao giờ tìm thấy. Trái tim của hắn vô cùng trống rỗng. Cuối cùng hắn nâng cái quan tài bằng đồng lên, kéo tấm bia đá lên. Chuyện làm cho hắn sợ hãi không phát sinh, dưới bia này không phải mộ lớn không có hài cốt chúng ta đều còn ở đây thiên đình vẫn còn hoàng thạch thảo ngươi ở nơi nào chúng ta đều muốn gặp ngươi lại có một đoạn lời nói như vậy phát ra làm cho hắn chấn động chúng ta ở một thế giới khác chờ ngươi trở về chờ ngươi tham chiến tầm thế đồng quan cùng ngươi có nhân quả hữu duyên thì đem nó đưa về hy vọng có một ngày nó có thể gặp lại ngươi ngươi nhất định phải trở lại chúng ta chờ ngươi Lúc này thạch thảo rơi lệ, hắn khó có thể kiềm chế. Không biết vì sao, cho dù không rõ những câu chuyện đằng sau chữ khắc kia, tâm tư hắn cũng phập phồng, muốn rống to, muốn gào khóc. Vào giờ khắc này, mười đạo ấn ký trên người thạch thảo phát sáng, giống như thần hoàng, cực hạn rực rỡ. Đây là mười đạo ấn ký luân hồi khóa trên người thạch thảo, giống như là mười tấm kim cương trác, không thể phá. Trong thực tế, những đạo ấn ký này kinh người hơn nhiều so với bên ngoài nhìn thấy trong mỗi một đạo ứng ký luân hồi đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng bọn họ giống nhau như đúc đều thương cảm đều đang thì thầm giống như chân thương thạch thạo các ngươi vẫn còn ở trên đời sao thạch hạo ở trong một cái ứng ký luân hồi thanh âm run rẩy hắn rất sợ hãi năm tháng dài đằng đẵng trôi qua người đã từng quen biết nay đã như thế nào rồi hắn xuyên thấu qua tam thế đồng quan còn có đoạn văn bia kia hiểu được rất nhiều chuyện Hết lần này đến lượng khác, từng khuôn mặt khác nhau hiện lên, đều hiện lên trước mặt của Thạch Thạo. Những người đó đang chờ hắn, chờ hắn đi tham chiến. Hắn nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức xuất thế. Các người nhất định phải sống, phải chờ ta! Thạch Thạo trống to. Giờ khắc này, mười đạo ấn ký luân hồi đều đang phát sáng, vô cùng rực rỡ, len kèn vang dội. Hắn cảm thấy có lẽ những cố nhân kia theo lượng lớn sinh linh cửu thiên thập địa bị mang vào tiên vực. Mười đạo ấn ký luân hồi bên trong mỗi một đạo đều có một thương ảnh ngồi xếp bằng, đều là thạch thạo. Năm tháng dài như vậy, từ đầu đến cuối đều đang bế quan. Ta chưa chết, để cho các ngươi chịu khổ rồi. Hắn đang lẩm bẩm, bởi vì hắn biết trận chiến năm đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã ngã xuống, đều từng đại bi, thương tâm muốn chết, nhưng mà hắn kỳ thực không có chết đi, vẫn còn sống ở đây. Mười đạo ấn ký luân hồi quá thường dị, trong nháy mắt nguyên thần của hắn bị đánh thành mưa ánh sáng vô thanh vô tức đem tất cả mưa ánh sáng này hấp thu lại nguyên thần hóa thành mười đạo bị nhốt ở nơi này năm tháng rất dài mười nguyên thần của hắn tâm linh như một cũng đang từ trong khổ tu mà vượt qua thời gian dài cố gắng hắn cũng chỉ là tế xuất ra một tia nguyên thần lực thôi mang theo một chút ấn ký nhập chủ chân thân đây cũng là nguyên nhân mà hắn hồi phục nếu trở thành tán sĩ đó vẫn là chính hắn sau thạch thạo rất đắn đo nhiều năm như vậy tuy rằng đang bế quan đang khổ tu nhưng hắn cũng không yên tâm thân thể cho nên hắn hồi sinh chỉ là nguyên thần chân chính còn chưa đi ra có thể tưởng tượng được nguyên thần chân chính dung hợp thập thân quy nhất đó là khủng bố cỡ nào hiện tại tế xuất ra một tia nguyên thần như vậy thôi điều khiển thân thể liền có thể ở mảnh vũ trụ bị tàn phá này quét sạch chưa địch rồi thạch thảo khai sáng ra pháp của mình loại pháp môn đại đạo hoàn toàn mới này bao trùm các loại chân kinh bảo thuật uy lực vô cùng khi chống lại mấy vị tiên vương đã được kiểm nghiệm tàn khốc nhất, Bất Diệt Kinh cũng chỉ là cam đoan thân thể thạch thảo bất diệt thôi, không thể tu luyện nguyên thần. Nhưng mà sau khi khai sáng hệ thống mới, hắn phá vỡ những cái ràng buộc đó. Vì sao mà nguyên thần của hắn được chia làm 10 mảnh, ẩn nắp ở trong 10 đạo luân hồi ứng bất diệt. Con đường của hắn, pháp của hắn dung hội thông suốt, bổ sung khuyết điểm bất diệt kinh, nguyên thần cũng có thể không tu pháp này, mà bây giờ nguyên thần của hắn vẫn kiên cố bất hủ. Quan trọng nhất là 10 đạo nguyên thần vận chuyển đại pháp, vạn kiếp bất hư, mỗi một đạo đều khôi phục dựa vào lĩnh vực đỉnh phong ngày xưa. Thời gian dài bế quan cuối cùng lại càng dễ vượt qua. Một đạo đã mạnh như vậy rồi, nếu là 10 đạo dung hợp quy nhất lại, vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Hắn vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ chết đi cả. Ta còn ở đây, chưa bao giờ chết đi, chung quy cũng phải trở về. Mười đạo luân hồi ứng phát sáng, tín niệm kiên định đang quanh quẩn, Hắn nghĩ đến những người đó đang chờ hắn, chờ hắn đi tham chiến. Mười đạo nguyên thần càng thêm không thể yên tĩnh, loại cảm xúc nào đó đang kích động. Hết tập 436 của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.